thầy Park muốn gặp ông Trussier trước trận UAE, tiết lộ điều bất ngờ tại Doha Cup, người hâm mộ chờ đợi. Giữa hai tháng vừa rồi, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quay trở lại quê nhà Hàn Quốc. Ông từng chỉ định về Hàn Quốc 2 ngày rồi sẽ quay trở lại Việt Nam, nhưng sau đó đã thay đổi. Cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam đã ở lại xứ sở kim chi vài tuần, thậm chí sau đó dành thời gian tới thăm Văn Toàn đang chơi tại câu lạc bộ K-League 2 Seoul Heilen. Ở giữa tháng 3, thầy Park đã quay trở lại Việt Nam. Hôm ngày 21 tháng 3 vừa qua, ông còn có hoạt động tới thăm trường học ở Việt Nam. Khi tới các trường học tại Việt Nam, ông thầy nhận được rất nhiều tình cảm. Điều này khiến ông vô cùng xúc động. Trái tim tôi ngập tràn niềm hạnh phúc và niềm vui trước tình cảm của lũ trẻ đã dành cho tôi. Điều này đã nhắc nhở tôi về cách bản thân luôn muốn giáo dục thế hệ tiếp theo của chúng ta như thế nào. Cũng theo một vài nguồn thân cận với huấn luyện viên Park Hang-seo, ít ngày tới Doha Cup 2023 kết thúc và ông Trussier cùng trở lại Việt Nam, chuyến đi sang người Hàn Quốc sẽ gặp gỡ người thay thế mình dẫn dắt những chiến binh sao vàng. Trên thực tế, trước đó khi ông Trussier còn là người của PVF làm việc cho VFF, giữa hai người cũng đã thường xuyên trao đổi với nhau. Giữa hai người có rất nhiều sự tôn trọng cho nhau. Bên cạnh cuộc gặp riêng tư mới đây với ông Trussier, huấn luyện viên Park Hang-seo được cho là sẽ triển khai một số dự án về công tác đào tạo bóng đá trẻ. Tôi đã có dự định hợp tác để mở học viện đào tạo bóng đá trẻ cho Việt Nam. Tôi dùng kinh nghiệm làm huấn luyện viên ở cả Việt Nam và Hàn Quốc để cống hiến cho bóng đá Việt Nam ở tương lai. Chuyên gia rằng người Hàn Quốc khi đó cũng sẽ chia sẻ việc ở lại Việt Nam dài ngày, rồi tháng 6 quay trở lại Hàn Quốc tiếp. Sau khi nghỉ việc, tôi đã du lịch rất nhiều nơi, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nam Định tôi cũng đi rồi, Long An nữa. Tôi đi rất nhiều, từ Nam đến Bắc, gần như hết cả nước. Quả thực Việt Nam rất đẹp. Tôi sẽ ở lại Việt Nam cho tới tháng 6 năm sau. Dù đã nghỉ việc ở VFF, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn được đánh giá là tài sản quý cho bóng đá Việt Nam. Không ít người kỳ vọng ông có thể làm tiếp. Với ngôi sao của đội tuyển quốc gia Việt Nam Phạm Văn Đức, thầy Park hứa hẹn anh sẽ sớm gặp lại nhau trong công việc. Trở lại với U23 Việt Nam, có thể nói chúng ta không nên bị quan dù là thua đậm trong ngày ra mắt. Chúng tôi đến đây là để sai lầm. Không sai lầm, cầu thủ sẽ không biết mình thiếu và nỗ lực ở đâu, ông Trussier đã nói. Và quả thực trong giai đoạn hình thành lối chơi, quan điểm nhà cầm quân người Pháp đưa ra hoàn toàn hợp lý. Trước giải đấu, ông Trussier cũng nhấn mạnh điều quan trọng không phải là kết quả mà khả năng ứng xử của các cầu thủ trên sân. Qua trận gặp U23 Iraq, vị thuyền trưởng 68 tuổi hẳn cũng đã biết đội bóng dưới quyền đang thi đấu ở đâu và cần những gì để hoàn thiện hơn trong tương lai. Hạn chế lớn nhất của U23 Việt Nam trong trận đấu vừa qua là khả năng xử lý bóng, ra quyết định ở 1/3 cuối sân. Nhiều tình huống đội bóng áo trắng phối hợp triển khai mạch lạc nhưng lại vội vàng, thiếu tính kết dính khi đến gần khung thành đối phương. Từ đó khiến cho chất lượng kết thúc tấn công còn hạn chế. Đây vốn là điểm yếu của ông Trussier đã nhìn thấu từ trước nhưng chưa có đủ thời gian để giải quyết. Theo quan sát của tôi, trong nhiều buổi tập, các cầu thủ thường xuyên đưa ra quyết định có thể nói là vội vàng, không giữ được bình tĩnh của bản thân. Vì thế, chất lượng xử lý của các em sẽ mất đi. Ngoài ra, khả năng tập trung cao độ trong suốt 90 phút của U23 Việt Nam cũng là vấn đề cần được giải quyết. Chính vì việc mất tập trung khi xử lý bóng dẫn tới việc Tiến Long của Minh Khoa phải nhận thẻ đỏ. Nói như vậy không có nghĩa màn trình diễn của U23 Việt Nam thiếu điểm sáng. Trước khi mất người ở phút thứ 22, đội bóng áo trắng chơi ổn định, tự tin, cầm bóng và phối hợp nhóm, phát triển bóng từ phần sân nhà khiến cho đối thủ sở hữu một thể hình vượt trội cũng gặp nhiều khó khăn. Ở điểm này thì vị huấn luyện viên Trussier có quyền hài lòng bởi triết lý của ông vốn luôn đề cao việc kiểm soát bóng, phối hợp ngắn theo nhóm nhỏ. Trong hơn 3 tuần hội quân tập luyện, ông gần như đã dành toàn bộ thời lượng để giúp cho các cầu thủ hoàn thiện các kỹ năng phục vụ cho lưới chơi mà ông muốn xây dựng. Ông đặc biệt chú trọng trong việc chuyền bóng và yêu cầu các học trò luôn phải đặt đồng đội vào một tư thế thuận lợi. Bên cạnh khả năng phối hợp, tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam cũng khá tốt. Trước đội bóng mạnh, Phan Khang và đồng đội đã tự tin phối hợp, mở ra nhiều tình huống. Ngay cả khi chơi thiếu người, đoàn quân dưới quyền ông Trussier vẫn không đánh mất thế trận. Việc để thủng lưới 3 bàn, phải chăng là thảm họa bởi vì đối thủ nhìn hơn về mọi mặt. Nhận định về trận thua có phần thê thảm của Việt Nam, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã nêu ý kiến. U23 Việt Nam thua thì buồn, nhưng điều đó cũng tốt cho bóng đá Việt Nam. Cú sốc này cũng là điều tốt cho Việt Nam mà thôi. Đội sẽ cần phải chấn chỉnh và nhìn nhận rõ hơn khả năng của mình. Được cọ sát với những đối thủ có trình độ cao, U23 Việt Nam sẽ chơi tốt khi về SEA Games. Về lý thuyết thì đúng là như vậy, khi được cọ sát với những đối thủ mạnh hơn, đẳng cấp hơn, với các cầu thủ trẻ của vị huấn luyện viên Trussier sẽ vỡ ra được rất nhiều điều. Tuy nhiên, cái cách U23 Việt Nam vỡ trận trước một đối thủ khiến cho lý thuyết ấy còn xa vời thực tế. Trên thực tế, bài học mà ông Park Hang-seo đã từng phải nhận là một tham chiếu có giá trị với những gì mà ông Trussier đã trải qua. Chuyên gia Đoàn Minh Dương nhận định khá là mát tay.
Tôi nghĩ rằng quá trình thi đấu ở vòng loại World Cup cho đội tuyển Việt Nam khi tham dự AFF Cup, điều này giống như là một sinh viên đại học học xong giờ quay trở về cấp 2 ấy mà. Rốt cuộc, kỳ thi cấp 2 mang tên AFF Cup ấy đã khiến cho các chàng sinh viên của đội tuyển Việt Nam phải trượt vỏ chuối. Cả hai trận bán kết gặp Thái Lan, học trò ông Park Hang-seo đều phải chịu lép vế, dừng chân nhìn Thái Lan, Indo gặp nhau ở chung kết. Trước đó, đội tuyển Việt Nam cũng không thể tìm chiến thắng trước Indo, bị đối thủ cướp ngôi đầu bảng và buộc phải chạm trán với Thái Lan sớm. Rõ ràng, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á là cơ hội tốt cho đội tuyển Việt Nam tiến bộ. So với mặt bằng chung của bóng đá Đông Nam Á, điều đó cũng không thể giúp đội tuyển Việt Nam cân bằng với lực lượng, với những ngôi sao đang chơi ở Nhật Bản như Chanathip Therathon của Thái Lan. Sau đó, AFF Cup 2022 thêm một lần nữa đội tuyển Thái Lan cho thấy sự vượt trội khi Chanathip từ chối tham gia trong khi Quang Hải đã đánh đổi cơ hội thi đấu ở Pháp. Kết quả vẫn thế, đội tuyển Việt Nam vẫn là người chiến bại, còn Thái Lan khẳng định một lần nữa mình xứng đáng với ngôi đầu. Tương tự, đội tuyển Việt Nam trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo, U23 Việt Nam, trong tay có nguyên đó sự thiếu hụt về kinh nghiệm, bản lĩnh, không có cơ hội ra sân cho màu áo của câu lạc bộ. Ở hai kỳ SEA Games trước, huy chương vàng bóng đá nam đều thuộc về Việt Nam. Cả hai lần vô địch ấy, huấn luyện viên Park Hang-seo đều tận dụng triệt để chỉ tiêu cầu thủ quá tuổi. Ở sân chơi trẻ, bóng đá Thái Lan không còn nặng về thành tích nhưng cũng quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi giá. SEA Games lần này, cuộc chơi sẽ công bằng hơn rất nhiều khi đây là một sân chơi thật thụ cho những cầu thủ trẻ. Như vậy, các học trò ông Chu Siêu cần phải cạnh tranh sòng bằng. Xét về nền tảng là giải vô địch quốc gia, bóng đá Việt Nam vẫn còn kém hẳn so với Thái Lan. Đã đến lúc ông thầy người Pháp sẽ phải nếm trái đắng sau những thành công mà huấn luyện viên Park Hang-seo để lại cho bóng đá trẻ Việt Nam. Điều đấy có tốt hay không? Hỏi đã là câu trả lời.